Hello anh em nhá. Hôm nay em Quân Họ Mi sẽ lên hình cho anh em một em Họ Mi thuần sách tay hot các bác nhá. Em này mới về thôi nhưng mà thoải mái là sách tay đặt bàn hot. Đấy, lạ chủ nhưng mà cầm tay vẫn chơi nha các bác nhá. Đây em nó đằng sau đây các bác ơi. Đang treo hot, bây giờ em sẽ sách tay để cho anh em mình thấy được cái độ thuần của chim các bác nhá. Em đem Quân Họ Mi lên hình cho anh em Họ Mi thuần sách tay nhé các bác nhá. Đấy, em này thì cao cầu, bóng bộ đẹp, chân vàng, mỏ vàng ươm luôn. Đấy, em này mới về nhưng mà sách tay đặt bàn chơi là được các bác nhá. Đấy, mẫu chim thuần rồi. Đấy, chơi ghế hot, mới về lạ chủ nhưng mà sách tay vẫn chơi nha các bác nhá. Mưa to rồi các bạn, đang quay chim hót thì mưa to. Mưa to quá thì em cũng xin phép các bác là em sẽ dừng ghi ở đây. Đấy, bởi vì là mưa to quá phải cất chim vào nhà quá, không là ướt hết.